Chào các con, cô rất vui mừng chào đón các con đến với bài học được cô hướng dẫn làm bài tập lý thuyết. Và ở trang số 12 này cô sẽ hướng dẫn cho các con làm 4 bài. Bài đầu tiên thì chúng ta sẽ viết giá trị của nốt nhạc. Giá trị phách của nốt đen là 1, giá trị phách của nốt trắng là 2. Còn nốt tròn có 4 phách thì chúng ta sẽ điền số 4 ở nốt nhạc đó. Vậy thì chúng ta sẽ quan sát cái khu vực này. Những nốt nào là nốt đen thì các con hãy điền số 1. Những nốt nào là nốt trắng, ví dụ như nốt này hoặc là nốt này thì chúng ta sẽ điền số 2. Hoặc nốt tròn thì không có đuôi nhạc thì chúng ta sẽ điền số 4 vì nó là 4 phách đúng không? Ở bài số 2 thì chúng ta sẽ có bài tập là hãy vẽ những nốt này thành nốt trắng. Bây giờ ở đây thì tác giả cho những nốt này là nốt tròn. Thì chúng mình muốn chuyển nó sang nốt trắng thì chúng ta phải viết đuôi, tức là stem up, đuôi quay lên, hoặc là stem down, nghĩa là đuôi quay xuống. Thì chúng ta sẽ điền vào cho cô nhé. Ở bài thứ 3 thì chúng ta hãy chuyển những nốt nhạc này sang thành nốt đen bằng cách là chúng ta hãy vô kín, hay chúng ta có thể là viết thêm đuôi nhạc quay lên hoặc quay xuống nếu nó thiếu đuôi nhé. Ở bài thứ 4 thì chúng ta sẽ viết nốt đô trung tâm ở khóa son và đô trung tâm ở khóa fa. Clef này là khóa nhé. Each clef nghĩa là mỗi khóa. Thế còn whole note thì đối với ô này chúng ta sẽ viết các nốt đô tròn. Ô này chúng ta sẽ viết hai nốt đô trắng. Và ở ô này các con sẽ viết bốn nốt đô đen. Và tương tự ở phía đằng sau chúng mình cũng làm giống như các chỉ dẫn ở phía trên này nhé. Nếu là two half notes thì chúng ta sẽ điền hai đô trắng. Four quarter notes thì chúng ta điền bốn đô đen. Còn whole note thì chúng ta sẽ điền một nốt tròn thôi. Như vậy cô vừa hướng dẫn xong cho các con cách để làm bài tập này. Khi các con làm xong, các con có thể nhờ thầy cô của các con chấm bài, hoặc các con cũng có thể gửi cho cô qua kênh email là trungtamhoangvan@gmail.com. Cô sẽ chấm bài và sửa chữa cho các con. Tạm biệt và hẹn gặp lại các con ở bài học tiếp theo.